Cuối cùng của mình cũng đã trở lại sau một khoảng thời gian rất là dài. Ui 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 ui, tại sao? Tại vì cái điện thoại mình nó đang bật âm thanh các bạn. Từ ok, bây giờ thì bây giờ chúng ta bắt đầu live stream thôi mấy bạn ơi. Bữa giờ mình bị cổ họng mình nó khan trở lại bạn. Mình tại mình chơi game mình la làng nhiều quá, cổ họng mình nó khan trở lại nên rất là khổ bạn ơi. Mình không ra clip được, mình cũng không live stream được luôn mấy bạn. Đúng là đau khổ thiệt, cho tới ngày hôm nay thì mình đã live stream trở lại được rồi. Thì bạn mình nó ngồi sau lưng mình mấy bạn. Đây là bạn của mình. Hello, bạn. Đó, chứ không phải là ai hết nha bạn, này bạn của mình hết á. Rồi. Anh Hút kêu tên em đi, Thu Tuyết Trân. Rồi anh kêu em rồi đó. Hôm nay mình chỉ stream chung với Happy thôi. Happy ơi. Hello. Hello, đó Happy hello mọi người, mọi người nghe không? Rồi, hôm nay thì mình cho Happy nó nói nhiều bạn. Đúng không Happy? Đúng. Đúng. Happy đáng là phải trả lời giả đúng chứ. Rồi Happy, đi nè Happy ơi. Happy đâu rồi? Đi đâu? Hôm nay Happy cùng với anh Red Hood sẽ đi vô trong làng. Chúng mình sẽ cùng nhau hợp tác trở là thành đôi bạn thân. Khi không có mẹo chị Panda Happy ơi. Happy đâu vậy? Lên lấy ngựa của chị Panda đi Happy. Ok luôn. Ok luôn, hôm nay là Happy được gửi con ngựa giáp kim cương của chị Panda khi chị Panda vắng nhà. Lấy Happy. Cướp ngựa chị Panda đi Happy. Gỡ dây ra, ok, dây gỡ sẵn luôn rồi, đi thôi Happy. Đi, chúng mình cùng nhau vô làng. Hôm nay anh Red Hood sẽ dạy Happy cách làm ruộng mấy bạn. Ok luôn. Đó là Happy phải nói là gì? Dạ vâng. Tại sao Happy lại dùng từ ok luôn ta? Dạ vâng. Đúng rồi, vậy mới dễ thương. Nghĩ sao? Nói chuyện Red Hood Happy. Ok luôn. Happy muốn lộn với Red Hood không? Dạ, Happy không muốn. Đó, Happy nói chuyện vậy mới hợp lý. Dạ, bây giờ Happy muốn đi câu cá. Thôi, câu cá là giờ cái chuyện dành cho bà Panda Happy ơi. Happy bây giờ đã vào cuộc chơi rồi, Happy đã thành người lớn rồi. Từ từ cái, Happy chờ Red Hood xíu. Red Hood đốn cái cây này cái. Red Hood thấy cái cây này chướng gai, chướng tay gai mắt quá. Ê ngựa mày đứng đó hồi là cái đầu của mày nó cắm vô gốc cây á ngựa ơi. Oh my god. Thôi đi chạy. Từ cái ngựa leo luôn rồi kìa. Ừ, ngựa leo rồi Happy. Ok, xúc. Rồi, xong. Đốn cái nhánh cây rồi Happy, đi nè Happy ơi. Ê Happy đừng có đốn nữa, đi nè. Ok. Cái này là bạn của mình mấy bạn ơi. Ê ngồi sau lưng anh vậy. À, cái này bạn này tên là Hiệp. Hôm trước có chơi Among Us với mình đó mấy bạn. Hello các bạn. Hello các bạn. Rồi xuống đây. Rồi lấy dây dắt ngựa lại đây Happy. Cột nó lên đây nè Happy. Rồi xong dây chịu luôn. Hồi ngựa mất tiêu là đáng chịu nha. Rồi mua. Hôm nay Red Hood sẽ dạy cho Happy cách làm ruộng nha. Hôm nay là mình sẽ trồng cái cây củ cải Happy ơi. Đây hôm nay Red Hood mua 15 cái đi. Hồi Red Hood cái gì cho Happy 5 túi hạt giống cho Happy về Happy làm ruộng. Làm giàu cho chị Panda. Cảm ơn Red Hood. Rồi lên ngựa Happy ơi. Rồi đi về. Happy biết đường về không vậy? Dạ biết. Chị mèo của em đâu? Chị mèo của em đi chơi rồi mấy em ơi. Chị mèo dạng chia tay anh Red Hood rồi. Giờ chị mèo đi tìm người khác rồi mấy bạn. Giờ mình buồn các bạn. Anh nói giỡn thôi chứ chị mèo đi công ty chuyện mấy bạn ơi. Một tí nữa chị mèo chị Panda mới về. Này là bạn của anh nha mọi người. Nãy giờ mình giới thiệu nãy giờ cũng 3-4 lần rồi đó. Sao mọi người kêu bạn Hiệp là bạn Hiệp đen? Ừ, sao là tôi là đen? Hiệp này Hiệp trắng mà. Đúng rồi, Hiệp này Hiệp trắng mà. Hiệp sĩ nha. Hiệp sĩ nha bạn. Anh Red Hood đọc tên em đi à. Kim Ngân. Rồi anh đọc rồi đem ơi. Nhớ hai chị quá. Có gì đâu nhớ em. Happy về, về dắt ngựa về nhà đi Happy. Rồi qua đây anh Red Hood chỉ cho đi làm ruộng. Hôm nay chị mèo không có nhà, mình tranh thủ làm giàu mấy bạn. Mèo nhiều tiền lắm, bây giờ mình phải làm giàu nhiều tiền hơn mèo bạn ơi. Hôm nay livestream này là một mình được kiếm nhiều tiền hơn mèo đấy. Rồi bây giờ để coi hình như mèo có cái bộ dụng cụ của mèo đây nè. Bộ dụng cụ của mình đâu rồi? Đây nè, mình cũng còn bộ dụng cụ của mình mấy bạn. Đây, mình nãy mình có 32.000 tiền mà mình mua hết tiền rồi. Giờ Happy đi múc nước, bỏ vô cái chung này Happy. Múc nước. Rồi múc nước ở đây nè. Rồi qua đây. Múc. Đúng rồi. Qua đây. Múc.
Mình múc được rồi, mình không có lầm tiếng là mình múc múc Happy. Xuống đây Happy. Sao mình múc không được? Múc rồi, múc rồi. Múc rồi. Qua đây. Rồi, Happy cầm cái cây này lên. Làm ruộng đi, làm ruộng. Làm 3 ô, làm 4 ô, ở đây, ở đây. Ở đây nữa, ở đây nữa. Đâu đây hả? Đây nữa. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Rồi sau đó Happy á bỏ cái túi hạt giống vô ở giữa. Bỏ cầm cái túi hạt giống vô, bỏ túi hạt giống vô đây nè. Rồi đúng rồi. Rồi Happy tiếp tục làm thêm mấy ô nữa giống vậy á. Làm ruộng tiếp. Ủa cái này ruộng của ai? Ruộng của Redwood. Happy đang hướng dẫn với Happy làm mà, Happy làm đi. Làm nó lên. Đúng rồi, làm đi. Rồi. Cầm túi hạt giống bỏ vô. Bỏ vô. Hay quá mấy bạn, vỗ tay với Happy đi mọi người. Tiếp Happy, làm tiếp đi. Đúng rồi. Rồi, bỏ giống vô. Yeah, hôm nay mình đã chiếm được nô lệ của chị Panda rồi bạn ơi. Rồi, làm đủ tiếp. Mở lên. Ủa, chị mèo về rồi mọi người ơi. Mèo có muốn vô team không mèo? Không, mua cái iPad à. Rồi từ từ iPad ở đây nè, ông cứ ngồi đó đi. Rồi Happy làm ruộng Happy. Rồi ông cứ ngồi đó đi, ông chủ trì cái livestream giùm tôi. iPad còn pin không vậy? iPad thừa pin luôn. Alo okay. Các bạn, bây giờ tôi chủ trì cái cuộc chơi này trong lúc Red Hood đi lấy iPad cho chị mèo nha. Như bạn có thấy đây là một cái kiếm. Một cái kiếm khi mà mình đúc vào á thì bây giờ mình có một cái rìu. Đó, vừa kiếm vừa rìu. Cái này người ta có thể gọi là rím hoặc là kiều. Ông tào lao không nghe ra đi. Rồi. Rím kiều. Rồi xong. Mấy bạn đâu phải muốn lên TV cùng với mình là dễ đó bạn. Thấy không, như cái này là chơi thân với mình mấy năm trời mình mới được lên TV cái bên mấy bạn. Má ơi, má thấy con ba má. Rồi, làm rượu tiếp đi. Làm tiếp đi. Chờ cho uống nước. Uống nước lại lên, mới làm tí xíu rồi, mới có 5 giờ sáng mà bị đặt làm biến rồi hả Bi, nhanh lên lên. Thôi các bạn ơi. Đúng là bà Panda, bà có một tay sai thật là xịn vậy mà bà biết xài. Rồi, hả Bi, đói bụng đúng không? Đây đây, cho ăn, cho ăn, cho ăn. Làm là phải được ăn, đó ăn vô hả Bi, ăn vô cho đỡ mệt đi rồi mình làm tiếp hả Bi. Ăn vô, ăn vô, rồi làm việc đi. Nè, tôi hạt giống nè, bỏ hạt giống vô. Đó rồi. Giờ bỏ vô. Rồi bỏ tiếp. Dần dần rồi, bỏ tiếp. Rồi bây giờ lấy cái bình nước ra tưới hết cái ruộng đi Happy. Tưới, tưới, tưới. Đúng rồi, đó. Thấy không? Tưới. Tưới nè, tưới là chữ Happy. Tưới lẹ lên đừng có nói nhiều. Làm biến là sẽ không được có mấy túi hạt giống này đâu. Rồi. Sau khi á mình trồng cái cây này mình tưới đầy đủ được 5 ngày là tới ngày 28 Happy. Mùa xuân 28 là cái những cái cây này nó sẽ chín và mình có thể thu hoạch để bán kiếm tiền. Happy hiểu không? Dạ hiểu. Rồi, Happy hiểu thì tốt rồi. Giờ thì vậy ba đi, không gì. Chê mẹ thôi. Rồi. Bây giờ thì qua bên đây ruộng của Happy nè, ruộng Happy là bên đây nè. Đó. Ruộng của Happy là ruộng bên này, cái này là ruộng của chị mèo. Ruộng Happy bên đây. Rồi, bên đây. Rồi, Happy làm ruộng đi. Ok. Đó, bây giờ cái ruộng này là ruộng của Happy nè. Rồi, cho Happy 5 túi hạt giống. Như anh Hút đã hứa, làm ruộng giúp anh Red Hút là anh Red Hút cho Happy 5 túi hạt giống liền. Thank you. Thank you. Đó, làm xong là biết cảm ơn đồng quang. Biết ngoan. Rồi, làm tiếp đi, rồi bỏ túi hạt giống vô. Bỏ giữa, rồi bỏ giữa đây. Bỏ giữa đây. Rồi tiếp tục làm ruộng tiếp đi, ở trên nữa. Nãy là 3 túi rồi, làm thêm 2 ô thôi. 2 ô nữa, rồi bỏ ở đây, 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 bỏ túi giống như đây. Đúng rồi, ăn đi. Rồi, và bên kia nữa. Rồi bỏ một túi giống vô, rồi xong. Tưới cây đi Happy. Tưới cây đi làm nữa chi hết hạt giống rồi. Còn. Còn không? Còn. Ủa, đéo lại hạt giống đó con Red Hood mà.
Anh để hút cho Hebe có 5 túi, Hebe bỏ 6 túi rồi, có gì mốt anh để hút qua thu hoạch bên nhà Hebe một ô á. Ok. Ok. Ông thấy bé Hebe của tôi ngoan không? Quá ngoan. Quá ngoan luôn chứ còn gì nữa. Hôm nào dắt về nhà tôi làm vườn đi. Thôi khỏi đi, nó chỉ làm vườn cho mình tôi thôi. Ở trong đây chỉ có tôi với bà Banda mới có quyền là kiểm soát đó, ông hiểu không? Đúng Hebe. Hết nước rồi, đi múc nước đi. Đi múc nước bên nhà chị mèo kìa. Bên rượu chị mèo. Qua bên này, múc nước. Bởi giờ mấy bạn nó toàn bị chị Panda bắt đi câu cá, đi này đi nọ không mà nó chưa biết cách làm ruộng mấy bạn ơi. Hôm nay mình hướng dẫn nha, đi qua đây. Rồi, tưới cây vô. Tưới cây vô. Đúng rồi. Bây giờ tả cái bình với tả cái cây cuốc là trên Redwood. Rồi, xong. Bây giờ ha, Happy cầm cần câu đi ra ngoài hồ câu bao nhiêu cá đem về đây hết cho anh Redwood. Được không? Nè, hỏi đi câu sẵn rồi. Đâu, nhưng mà Redwood muốn Happy câu nữa. Dẹp mấy con cá rồi đi, cho nào câu hết xong đem về đây. Đó. Giờ nó y như là tắm cá mấy bạn, mà có điều nó trong da con cá mấy chứ không tắm mấy bạn ơi. Rồi bây giờ là nó đi lo công việc của nó rồi, mình sẽ đi lo công việc của mình. Giờ là mình đi câu cá bạn ơi, mình đi câu cá kiếm sống. Ê, mình đi giờ ta, mình làm ruộng rồi, bây giờ mình đi mai kiếm sống đi ha. Thôi mình đi mai bữa giờ hơi bị bèo bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi nuôi thú. Từ từ cái lỗ mũi tôi đang sổ mũi bạn. Bây giờ mình đi nuôi thú nha mọi người. Thì mỗi người á. Ôi chết không, cái nhà của mèo mình chưa có chuyển xe qua. Cái nhà này cái nhà bình thường. Oh shit. Ok mấy ạ, tập sau mèo mới đổi qua cái nhà kia nha mấy bạn. Cái xe bên này mình bỏ lộn mấy bạn ơi. Mèo chưa chuyển nhà qua. Cô Tiểu Ngọc hả? Okay. Em đây chi vậy Tiểu Ngọc? Rồi em cứ ở đó đi, xem anh livestream Tiểu Ngọc. Bây giờ mình sẽ nuôi thú nha. Có gì tập sau á là mình sẽ chuyển cái nhà của mèo qua. Nhưng mà tập này mình phải nuôi thú trước. Mấy bạn nhớ giờ mình có số tiền là 27.595 nha mấy bạn. Để tập sau mình chuyển tiền qua. Chứ để mình quên là mệt mỏi lắm mấy bạn ơi. Rồi bây giờ thì miếng đất này á bình thường là phải mua, nhưng mà bây giờ mình chơi mình xài trước mình trả tiền sau. Miếng đất này hình như là 50.000 bạn, 50.000 tiền. Bây giờ mình coi như mình bị nợ 50.000 tiền nha. Mình lấy miếng đất này mấy bạn, mình làm chuồng nuôi động vật. Gì nữa đây, gì nữa đây, sao đạp không được nữa đây. Rồi xong mấy bạn ơi, cây này bị điên rồi, mình xài cây này mới được mấy bạn ơi. Rồi oh my god. Tôi dùng cái tay tôi đạp được, hình như là mình chưa mua. À mình chưa mua, mình chưa được đạp. Oh shit. Oh shit. Ok bây giờ mình game mua xe mình đạp các bạn. Mình chơi chế độ gian lận mình đạp đi. Tại vì mình chưa mua các bạn ơi, đáng lẽ mình phải mua nữa. Ok. Để hút đang gian đây. Đó. Cái này là mình gian lận để mình mua các bạn ơi. Thật ra mình chưa đủ tiền. Cái này đáng là có một cái bảng nữa. Cái bảng mua đất mà mình chưa có gắn lên nữa các bạn. Bởi vì mình không được xài là do vậy á. Rồi xong. Bể rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái trang trại của mình ở đây nha mọi người. Ok trang trại của mình bây giờ chắc là mình nuôi gà thôi. Nên mình làm một cái vườn nhỏ nhỏ các bạn. Một ngôi nhà nhỏ thôi. Không biết mèo có xem livestream mà mèo nói tôi ăn gian không nữa. Ok. Có gỗ đây sẵn quá trời luôn nè, mình còn như nhiều gỗ lắm bạn ơi. Rồi mình lấy hết gỗ đi, mình xây một khu vườn đi mấy bạn. Ok, cái khu vườn của mình sẽ như thế nào ta? Để coi coi, đây là cái khu vực chuồng gà là nhỏ cái này thôi. Tại vì mình, kỳ này mình nuôi gà ít thôi mấy bạn ơi. Mình nuôi gà tầm một con, hai con thôi. Tại vì 27.000 tiền của mình không đủ nuôi gà nhiều đó bạn. Cái chuồng gà của mình cả này đi. Đó, ở chỗ này là cái chỗ mà bọn gà nó sẽ nằm dưới này nè. Rồi xong. Cái chỗ này là ba cái chỗ để cái khay nằm của nó với để cái chỗ đập trứng của nó mấy bạn ơi. Hay vậy ta? Hình như mình sai hay sai các bạn ơi. Để mình chỉnh lại. Nuôi heo đi anh. Thôi em nuôi heo, heo mắc tiền lắm. Giờ chưa đủ tiền nuôi heo đâu. Bây giờ là chỉ nuôi gà được thôi. Gà là cái khởi điểm của mình mấy bạn.
không thể nào mình nuôi heo bây giờ được. Heo đắt tiền quá. Ok. Rồi. Đây là bài học hướng dẫn xây chuồng gà cơ bản nha bạn. Ok, rồi, chuồng gà như vậy đi. Happy câu được nhiêu cá rồi Happy? Happy lỡ bán. Happy lỡ bán hả? Ok, không sao. Hay là chị mèo bên đó kêu Happy bán thì Happy. Đúng không? Dạ. Chị mèo đâu có bên đây. Chứ chị mèo đâu? Nãy thấy chị mèo về rồi, rồi lấy iPad rồi đâu mất tiêu vậy? iPad đâu phải chơi. Rồi mèo lấy iPad đâu phải chơi luôn, mèo bỏ mình luôn. Anh ngồi kế bạn anh nha mấy bạn ơi. Bạn anh lâu ngày không gặp anh qua chơi bạn. Qua nhà thăm nhà Red Hood chơi. Rồi bạn mình ngồi lấy máy chụp hình tự sướng luôn. Buồn đâu phải báo cáo về cho gia đình đó bạn ơi. À, báo cáo gia đình đó hả? Đúng rồi, báo cáo về gia đình. À, về trễ má la, má nhỏ la. Mấy bạn nhớ là đi đâu về trễ là nhớ là báo cáo cho gia đình nha bạn, đừng để gia đình lo nha mấy bạn ơi. Ok, mình hơi sổ mũi, mấy bạn thông cảm cho mình nha. Thời tiết càng ngày càng lạnh mấy bạn ơi, ra đường hắt xì với sổ mũi hoài à. Wait a minute. Đi vô ngủ cho có tiền đi. Trời ơi, bây, đang xây chuồng gà mà thấy biết cái đòi ngủ cái gì tầm này. Gì bạn ơi? Mình lấy khăn cho bạn, bạn ơi. Ờ, mình không có xài khăn ướt bạn ơi, mình xài khăn khô bạn ơi. Để tôi phơi cho nó khô. Ok, lấy cái máy sấy sấy cái khăn giấy ướt thành khăn giấy khô đi bạn ơi. Ok. Rồi cái chuồng gà của mình tầm này hay nha bạn. Đó, dễ thương rồi. Giờ vô làm cái fence ra thôi. Rồi bây giờ mình trèo lên đây mình lắp cái này lại. Thôi mà mình cứ đứng vậy mình lắp đi. Cần gì lắp ở trên cho nó hoành tráng bạn. Hay là mình lắp hoành tráng luôn cho nó đẹp ta. Cái mình anh nghĩ là mình nên lắp hoành tráng cho nó đẹp mấy bạn ơi. Mình đã bỏ công xây ra rồi thì mình phải xây cho nó đàng hoàng. Đó. Mà thấy chuồng gà sao nhìn dễ thương không? Để mình lấy đồ mình trèo lên mình lắp mấy bạn. Ok. Làm cái hàng rào cái đã. Ok mình còn đủ làm được mấy cái hàng rào nè. Rồi 7 cái hàng rào. Oh hell no. Chế tạo thêm gậy đi. 26 gậy. Làm bậc thang cái đã, cầu thang. Đây cầu thang đây. 6 cầu thang là đủ rồi và cái hàng rào. Ôi mình cần nhiều hàng rào hơn các bạn ơi. Đây 18 hàng rào, 25 hàng rào. Ôi chắc đủ rồi mấy bạn. Đây cái chuồng gà của mình nhỏ nhỏ tầm này.